lấy trong bọc đi ta. Tôi sẽ lấy thùng tay. Đẹp đây. Cái con này. Đi một thịt. Con này có mà ăn được. Con đá. Con đá mà không ăn. Mua con. Ông hai. Ờ, đã chim tao không bảo. Xem cái này. Gì bố? Sâu đấy. Tao đến rồi. Em tao đến chỗ bố rồi em rồi. No. Yes. Ui, có một tảng đá ở đây. Có sâu đâu. Có sâu đâu mà. Chỉ đến cổ thôi. Bám luôn á. Đi đến nào cần đi. Rồi đánh cho luôn. Kéo chìm luôn. Chạy đi rồi à? Ê, không lặn xuống gì. Có giật không? Giật chứ. Cẩn thận nó bắn vào mặt nhá. Lão nào khỏi giúp. What? Hạm nước không có cơ. Không đủ sức. Kẻ nắm á. Nhìn mi mà. Cô nhìn mi mà. Ôi vàng này. Ui. À, nhanh hẹo phải á. Anh nói sợ thế. Một con. Ui ui ui. Con đấy.
Một con rồi. Ui, xin nước sẵn nó à, uống nước. Uống một ngụm nước rồi đấy. Ừ. Ừ. Ngu quá. Một con đâm vào dái. Thốn không? Một con. Đau. Đau là thốn thôi. Một con. Ngon chim. Ngon thú đêm này. Cá trôi à? Chấm. Chấm à? Ui. Bé đó. Lên. Bé đó. Ừ. Cái xím bầm á. Ừ. Ê, đi qua ngao được cả cá suối đây các bạn. Đây là pa mạng nhá. Cái thái gọi là cá pa mạng. Con cá này nó vào theo cái dòng mương ở trên kia. Tí đi nướng ăn luôn. Đây có một cái lọ rượu. Tí nó nhắm cái con này. Đẹp chưa? Con này đang hát một bài hát cuối cùng trong đời. Càng này nè. Đấy. Đây, tẹt luôn nè. Cái gì? Đúng rồi. Kiếm quạt đây. Bác cháu ơi. Ông Diễng vlog. Ông Diễng làm món cá nướng siêu cay khủng lồ. Tại bờ ao. Cháy đèn. Sôi sùng sục.
Ngọt lắm. Ngọt gần hết mưa rồi. Kéo ạ. Nào, các cháu ơi, chơi thôi. Được, cũng đây. Hôm nay ông chị vlog đang đi cá. Uống đi, uống xong. Em quay xong nữa. Chà chà chà. Bà nội bà ngoại phá cái mới rồi. Để kiên phở lên. Nào, bà đây kiên. Chấm đi Phú, chấm đi được quay, đấy, chấm chấm, đấy. Này này, ngon này. Quạt. Vậy. Cái vậy. Đấy, ngon. Em mời riêng anh nhỉ. Mà. Cái khế chưa sẵn nọ. Khoa. À, khoa. Khoa chứ nè. Cái khoa, khoa tuyến. Đồng có khoa. Người khoa tuyến. Khoa van. Khoa nước à? Trông nước à? Anh ơi. Cái này khóa van không trông nước à. Làm tự do. Ngon ác. Ngon ác. Đấy còn có người rót rượu cho nó chứ. Rồi bé. Rồi được cả quay bận quay phim. Đủ dung lượng kia đây. Tối phát luôn đi. Tối á. Con này nhiều trứng rồi. Không cho lên Facebook trước cũng được. Con này bố bổ ruột đó. Bố là bố. Nhìn thấy nó béo. Bà mang này nè. Biết nó người này là bà mang. Bà mang cháy. Trứng. Thế lại được. Bà mang cháy. Trứng. Ăn thế nào? Ngon thế. Thử 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 nè. Ngon. Ngon hết, ngon hết cửa. Ừ, được đấy. Ngon đấy nha. Sai phao phà khe khổ miễn. Thay vì chết đấy. Anh Khoa ăn đi. Nào chấm nặng. Thầy Vũ ăn một cục trứng này ăn đi. Ngon lắm. Ngon chứ. Ôi dồi ôi. Đã quá. Nhưng mà để ra thì những con khác ăn hết rồi. Nhưng mà cũng sống á. Còn nhiều con quá, cái quả con này nó chỉ bé thế này thôi à? Không. Con này nó chỉ thế này thôi. Con to, to có ba lạng đấy đâu nó. Bằng đấy thôi. Ba bốn ngón tay đấy. Ba lạng, tầm ba lạng. Ba bốn ngón tay cả tầm này. Tanh mồm. Làm chén. Tanh. Đi. Ngại cái gì nhỉ? Bà mang sỏi. Cá tanh mồm lắm, uống rượu chén đi. Bà mang phông. Luôn nè, bà mang phông nè. Bà mang phông. Nào. Có. Là chén rượu nhỉ? Chơi không? Chén. Nào. Vô đâu? Nào. Vô đi, ok đi. Nghe không? Thật thật nào. Rồi. Ui, uống rượu bờ ao. Hôm nào có lán nữa nhỉ? Hôm nào có lán đấy. Nào là cái lán này. Lán ngả chanh vách nữa đàng hoàng. Cho ít đồ dùng chảo chiếc ra. Làm cái chân cái màn đàng hoàng. Hôm nào... Có chứ? Vợ khu vật cửa thì xuống lán luôn. Nhá. Lán ngủ giả vờ làm cho vợ tức chứ. Xuống đây ngủ được mà. Trời nóng nóng thế này cả nhà xuống ngủ. Nhà vừa thức phòng. Ngủ trong nào. Cá. Coi. Ô mặn nhị. Ngon không? Cục long á. Sườn cục long á.